Hôm nay giới thiệu cho anh em một vài cái mẫu băng và phụ kiện của audio nhá. Thì căn bản trời mưa nên là cũng không thể quay clip được đâu. Tôi nghe tiếng mưa vào nó ổn lắm. Nghe nó nhà em phòng nó đã vàng chứ nên càng tiếng mưa vào thì càng ổn, không không quay được. Thì em lên tạm cái mấy cái mẫu linh tinh cho anh em xem nhá. Mai nó ngớt mưa thì em quay clip mà bằng sau, quay cassette sau. Thì hôm nay đầu tiên em giới thiệu với anh em là một cái bộ của Alphi băng reel to reel của hãng hãng mẹ đẻ là hãng Fuji. Còn cái hãng sản xuất này là nó đặt tên hãng con nó là hãng Pony. Đây mọi người nhìn này. Pony này. Đấy. Mọi người nhìn không ạ? Pony này, đấy. Thì cái hãng này ấy, thì là nó lại có quả kèo là đặt sản xuất riêng của các hãng ca sĩ nổi tiếng của Nhật ấy. Đặt cái hãng này làm băng nên là cái chất lượng băng cực kỳ tốt luôn. Đấy. Cái này thì mọi người an tâm là người ta chỉ ghi một nước bởi vì người ta ghi mỗi chương trình xong là người ta bẻ lẫy. Nên là mình ghi lại là chỉ là nước thứ hai nên là cái chất lượng băng nó cực kỳ tốt. Thu rất ok. Đấy, còn cái bao một cái cuốn này thì bao giờ cũng có một cái clip nó kèm các cái bài hát đi kèm ấy ở bên trong này. Đấy, bài hát nội dung bài hát ấy giống như kiểu clip ấy, người ta không ghi được ấy ra thì mình ghi ra đây. Đấy. Đấy, ai mà thích nghe cái bằng gốc thì nghe, mà không thì thu lại, không ảnh hưởng cái gì cả. Đấy, thì cái này em nhìn thấy nó rất giống Yamaha nhá. Hãng Yamaha này có hình như đặt cái hãng này làm sao ấy. Nên là cái về cái phương diện với cái dao cái thức các thứ ấy nó giống lắm. Đây bằng cuốn vàng này. Đấy. Nó giống dã man luôn. Nó chỉ khác mỗi chữ Yamaha thôi, khác cái chữ Yamaha mà ghi ở trên đây này. Nhưng mà cái này thì nó Yamaha nó còn không có cả cái hãng Pony cơ. Nên em nghĩ là nó mua thương quyền nhiều. Còn cái hãng này thì nó tự sản xuất thì nó ghi luôn tên của nó trên đây. Băng thì có hai màu vàng với bạc. Em bán 1 triệu một cuốn cả công ghi. Đấy, anh em trước thu rồi ghi rồi thì biết chất lượng cực kỳ ok luôn. Đấy. Nó chỉ khác mỗi cái thương hiệu thí dụ nó không được nổi tiếng như Yamaha và các thứ nên là nó rẻ hơn đấy. Chứ còn thẳng ra là không có ấy đâu. Hôm nay em liên tiếp cho mọi người một quả kèo 10 băng UD2. Đấy, 10 băng UD2. Cái lô này về thì còn rất đẹp, không giống như lô trước. Lô trước của em về thì nó cái chỗ này này nó hay bị nó gọi là oxy hóa, nó hơi mốc mốc tí thì nhìn nó không được đẹp lắm. Nhưng mà cái lô này về thì rất đẹp. Từ sợi đến băng đến vỏ. Thực ra cái vỏ này thì nó sẽ có chảy nhá. Nó có chảy nhẹ đấy, chứ không bao giờ được như mới tinh đâu. Đấy, anh em cứ nói luôn vậy cho nhanh. Không được về để kêu là nó thế này, nó loại chai thì nó mang tiếng nào. Đấy, băng còn rất đẹp như mới luôn. Đấy. Sợi sủng nó ngon lành cành đào. Băng này thì phù hợp thu làng văn, những chương trình 10 bài làng văn, người đẹp Bình Dương, mấy cái chương trình của Hương Lan, Tuấn Vũ, Duy Khánh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, cả những ca sĩ. Còn nếu mà ghi những cái chương trình nhạc sau Hải, sau 75 mà như thí dụ như là Trường Vũ hoặc là ấy thì nói chung là vẫn ok, nhưng mà nó sẽ không, em nghe thì cảm giác nó không được feel như những cái băng khác. Đấy. Nói chung là nên ghi sau 75. Sau 75 là ok. Bởi vì Maxell thì nghe thu ấy thì nghe Maxell này nó nghe tiếng nó mềm mại. Nó không được tức là cái tiếng của nó không được cứng như kiểu là nó không phải là cứng mà là nghe cảm nó lực như kiểu là Sony hay JDK. Đấy. Tiếp theo nữa là 10 cuốn Maxell XL2 vàng đen. 10 cuốn vàng đen. Hai em quên mất thì bằng XL với lại UD em đều bán ở 75.000 một cuốn chưa ghi nhá. Còn nếu ai mà ghi thì thêm cho em 30.000 tiền công là 105.000 một cuốn.
Đấy, em sẽ làm bìa và nội dung theo anh em đặt nhá. Thì chương trình thì em cũng có khá nhiều đấy, gần như là không thiếu cái gì đâu. Nhưng anh em mà cứ thích chương trình thì alo, thì cứ nhắn tin em là ok. Thì băng 46 ghi đủ 10 bài nhá. Đây là băng XL2 này. Thì lô này về thì với tình trạng thì có bị thiếu bìa một cuốn, hai cuốn, thiếu bìa hai cuốn và sai bìa một cuốn. Thế dù ra thì em cũng có cái bìa này cũ thì chắc là còn đấy, nhưng mà thực ra thì em không có thời gian để em đi tìm bìa đâu. Nhưng mà anh em thông cảm chứ em không phải là ấy đâu. Nếu anh em ai thì thích thì giữ lại bìa zin thì bìa, mà không lấy bìa ấy. Đây là băng UD tem vàng đen này. Đấy, XL, em xin lỗi, XL tem vàng đen này. Nói chung là lô này về thì băng thì rất đẹp luôn. Mỗi chỉ tội là mất bìa một vài cuốn thôi. Đấy, rất ok luôn. XL với UD thì UD ra trước XL. Đấy, nên là nói chung là cái chất âm của nó thì na ná như nhau. Mọi người cứ nên thu sau 75 và thu những chương trình như kiểu Tuấn Vũ Hương Lan các thứ ấy thì là ok. Thì em đảm bảo là khẳng định hay luôn. Đấy, rất ok luôn. Tiếp theo nữa thì em lên cho anh em một quả kèo là cũng là Maxell nhá. Nhưng mà Maxell này là Maxell những năm cuốn này cuốn T1 thôi, đổi cuốn T2 rồi. Những năm sau của XL thì Maxell ra cái mẫu này capsule. Thì cái băng này ấy, nó thu rất hay. Nó thu em không phải là nói gì, nhưng mà anh em tín đồ của XL với UD ấy thì em xin lỗi là nó thu hay hơn đấy. Thật. Cái em thì em hay nói thật chứ em ít khi em vằn vở để làm cái gì cả. Ai thích đẹp chỉ chơi kiểu XL UD tem nhôm đẹp. Còn nghe mà thích nó dị đây. Cái vỏ ra thì vỏ lô này thì nó bị xước đó. Nó không được đẹp lắm này. Đây có một vài cuốn bị xước này. Đấy như cuốn này này. Cuốn này này. Đấy cuốn này này. Cuốn này. Đây. Nó cũng hơi xước một chút. Nhưng mà băng thì bên trong thì rất đẹp nhá. Đây. Cái băng này thì nó đầu trắng này, em lấy một cuốn khác cho anh em xem. Đây. Đấy, rất đẹp luôn. Băng này ấy, băng này thu thì chương trình gì chơi nhạc gì cũng chơi được. Đấy, riêng cái loại này nó quả kèo lại hơi bị hay vậy. Băng bên trong thì rất đẹp, gần như mới luôn. Đấy, nhưng mà bên ngoài cái vỏ thì bị trầy. Nhưng được cái thì may mắn là cái lô này về thì nó còn được cái tem được cái bìa zin. Đấy. Lô này thì em bán cũng bằng giá luôn nhá, thì anh em ai thích kiểu nào chơi kiểu đấy thôi. Nói chung là không ấy cả. 75k thu cả chương trình là 105k. Đấy thì cứ báo em những cái cuốn nào, như là thí dụ nhá. Cái băng em thu 46 thì nếu mà đủ chương trình thì thôi, còn nếu mà những cái băng mà ví dụ như nó dài ra như này, ví dụ như 74 chẳng hạn, mà anh em thích cái chương trình mà nó thiếu bài thì em sẽ ghi bù thêm nhá, cho nó đầy đủ băng nhá. Đấy. Em cứ nói luôn như vậy, không mà nó hơi tràn ra CD thì lại anh em lại thắc mắc. Đấy. Rồi, ok nhá. Tiếp tục thì em lên cho anh em một cái quả kèo này cũng hơi hay đấy. Là ba cái hộp có vỏ băng. Đây. Ba cái hộp vỏ băng của TDK nhá. TDK. Hộp thì còn khá là mới. Nó đựng được một cái này là được 15 cuốn. 15 cuốn nhá, đây của TDK này. Đấy, TDK này, đấy, TDK là của Nhật nhá. Nên là anh em cứ an tâm. Hộp thì màu xanh. Đặt lên chốc nhau được nhá. Đặt lên chốc nhau được. Và cách mở như này và cho băng vào thì cũng như thế này thôi. Em cho thử mấy cuốn UD vào cho nó đẹp nhá. Đây.
mà thôi cái này thì nói chung là ai chẳng biết rồi chứ nhỉ. Đấy, cách lấy túi lên thì lấy lên thì như này. Đây, lấy lên thì móc tay này này, rất dễ luôn. Đấy. Cái này thì để 15 cuốn, 3 cái là 45 cuốn. Thì nếu anh em lấy cả 3 hộp này là 1 triệu. Còn lấy một riêng lẻ là 400.000 một chiếc, chuyển khoản đủ bao ship. Và một cái thì về thì nó bị vận chuyển hay là nó bị cái phần này nó bị nứt này, bọn em đã gắn lại nhá. Đây. Đấy. Thì nhìn như zin rồi. Nói chung là nhìn không có gì đâu. Đây. Anh em xài thoải mái luôn nhá. Dính keo xịn rồi. Đấy. Để báo luôn tình trạng vậy đỡ mất lỏng, đỡ lành quanh. Nhà không thích lành quanh. Tiếp theo thì lên cho anh em một một series băng gọi là băng gì nhỉ? Băng lau đầu từ, ấy nhá, băng lau đầu từ loại bình dân. Tức là như nào là bình dân nhá, thì tức là như này này, là nếu mà ai sử dụng cái đầu từ 2 hz ấy, đầu từ 2 hz là đầu từ ví dụ như cái băng cái đa phần đến 90% ấy là những cái máy mà chạy răng chìa răng phổ ấy. Đấy thì mình nên chơi cái loại này. Vì đầu tiên em muốn nói là răng chìa răng phổ thì nó chỉ dùng đâu đấy một chục cắp tan là chính. Chứ một cái chục cắp tan là chính chứ không phải là 2 chục cắp tan. Nên là chơi cái băng này là ok rồi. Không nhất thiết là phải chơi cái băng xịn đắt tiền. Đấy. Thì có tầm cái cuốn này thì cuốn này đắt hơn một chút này. Tất cả những cuốn như này là 100.000 anh em nhá. 100.000 này. 100.000. Cái này chẳng biết làm sao này. Thôi, này là sao bỏ ra thôi. Bán linh tinh bất ngờ mất hai đi. Đấy, như thế này là 100.000 nhá. Đấy, băng thì còn rất mới. Đây. Ví dụ như bọn Nhật thì nó dùng rất nhiều cái để mà cái phần xóa này. Cái này em không hiểu nó là cái gì, giống như kiểu nó sữa xước, nhựa xước ấy, nhưng mà không biết là cái gì đâu. Còn nó có dùng cả cái phần lì này. Đấy, mỗi một cái kiểu nó làm một cái khác nhau. Đấy, em cứ bán 100.000 một cuốn này. Cuốn này thì có thêm lau bánh tì thì 200.000. Đấy rồi. 200.000 nhá. Đó. À, quên mất, soát lúc đấy soát một cái hộp của Maxell, cái hộp cũng hộp để băng. Thì cái này về thì nó lại còn nguyên cả thùng, nguyên cả hộp. Đấy. Thì cái này thì nguyên hộp và nó để được 10 cuốn. Có thể để đứng được hoặc là treo được, tháo cái này ra được. Đấy. Đây, có thể em cho zoom vào cho anh em nhìn, anh em nhìn dễ. Đấy, có thể đứng được, treo được. Đấy. Đây là cái này, hai cái móc treo nó bắt lên thành này. Thế để là 10 cuốn nhá, có thể tháo cái này ra nhá, đứng được treo được. Khi mọi người là ấy dùng ấy thì ấn cái này vào này, là rút nó ra, nhầm này, xin lỗi, rút lên như này, rút lên nhá, xong rồi thả xuống, ấn vào, đấy, hơi ấy tí, nó ấn cái xuống này, lúc nào mình ấy lên không lại gãy con mẹ mất đấy, xin lỗi nói vậy, thế là lắp vào nhá, còn nguyên này, đây cái móc treo này này, đây móc treo này, đấy thì mình móc này mình treo lên như này, thì nó sẽ đứng như này. Đấy, anh em nào mà nhà mà chật hoặc lấy như nhà em mà cái chỗ mình nghe hay để thì treo lên cũng được. 400k anh em nhá. Cái này thì có còn nguyên đấy. Đấy, còn nguyên. Đấy, rồi. Tiếp theo thì thôi clip thì dài quá rồi, thôi để em sang clip sau nhá. Mọi người xem nhiều quá thì nó nhạt. Ok, thank you anh em.